Thí sinh tiếp theo là một chàng trai trông vô cùng hiền lành, chất phác. Không biết anh chàng này có cứu được cảm xúc của giám khảo và khán giả hay không? Em xin tự giới thiệu, em là Nông Văn Thịnh đến từ Cao Bằng. Năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên khoa thể dục thể thao. Em đến với cuộc thi là tham gia tiết mục tân bóng nghệ thuật. Đây là một môn nghệ thuật rất là mới và được giới trẻ rất là ưa chuộng. Lần đầu tiên em biết đến bộ môn tân bóng nghệ thuật này là cũng nhờ một cuộc thi diễn ra tổ chức vào năm 2009. Vì em là một giáo viên thể thao tương lai sau này cho nên em rất muốn theo đuổi môn này. Mình có thể đứng trên sân khấu diễn cho học sinh thấy được là chuyên môn và khả năng của mình. Em xin kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Xin mời Thịnh bắt đầu phần thi của mình. Thời gian để tập luyện cái môn thể thao tân bóng này? Dạ, em tập luyện môn này được 2 năm rưỡi rồi ạ. Bạn có tham gia một câu lạc bộ nào không? Ở Việt Nam thì có một câu lạc bộ ở Hà Nội nhưng em ở xa quá, ở thật Cao Bằng cho nên thỉnh thoảng em mới có điều kiện để giao lưu ạ. Thật sự đến cuộc thi này sân khấu quá lớn với em, với lại ban giám khảo toàn người nổi tiếng, em chỉ thấy trên truyền hình cho nên là em hơi run. Lần mà bạn trình diễn cho đông người xem nhất là bao nhiêu người? Thì thường em tập ở một góc nhỏ thôi vì môn này nó mới, với lại em ở làng quê mà tập ấy thì người ta ánh mắt người ta nhìn vào mới một cái ánh mắt nó khác. Ở thành phố thì đấy là cái điều mà tôi trân trọng bạn. Và kết quả dành cho em là tôi đồng ý cho em tiếp tục vào vòng trong. Đối với tôi thì tôi không đồng ý, dạ, tại vì là tất cả những gì mà em đang có, đang làm mới chỉ là hoàn toàn mới chỉ dừng lại ở cái chỗ là bắt chiếc tất cả các cái kỹ năng tâng bóng của những người khác thôi. Bản là môn này thế giới người ta đi trước mình rồi anh ạ, cho nên người ta nghĩ ra nhiều lắm rồi. Nghĩ ra cái này quá. Vâng, nhưng mà em vẫn còn một số động tác như là kết hợp hai bóng, một bóng đỉnh đầu rồi ngồi tâng kiểu hai bóng rồi. Nói rồi, tại vì cái nền bóng đá thế giới đi trước mình quá lâu, cho nên nó sáng tạo gì nữa nó cũng bằng. Nhưng mà còn hấp dẫn đấy, tôi nghĩ là ban giám khảo nên cho bạn ấy vào. Bạn đã bao giờ vào thành phố Hồ Chí Minh chưa? Dạ, em chưa ạ. Lần này đi xuống Hà Nội thì cũng là đường mấy lần em đi là cũng xuống nhờ cũng các bạn ở dưới đây cũng có chỗ ăn chỗ ở, may cũng có cuộc thi này em lại ở được khách sạn cũng sang trọng. Nếu mà bạn vào vòng trong thì bạn sẽ vào Sài Gòn đó. À thế ạ. Thế ạ. Nhưng mà cái chuyện mà bạn có vào Sài Gòn mà ở khách sạn hay không là tôi không có hứa nha, tôi không biết nha. Nhưng mà tôi thích bạn vào Sài Gòn. Tôi đồng ý. Xin cảm ơn. Không không, vào trong bạn sẽ nhai bóng. Vâng, nhai hai bóng á. Nhai hai bóng luôn. Tôi nhai cái, bạn nhai hai cái. Hy vọng là buổi chiều sẽ có nhiều tài năng hơn. Buổi sáng thì em cứ thảo luận lại cái một hai tiết mục thực sự là đặc sắc, thế còn một
giám khảo ạ. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa ban giám khảo, em tên là Phạm Hải Đăng, em đến từ Hà Nội ạ. Rồi. Có nhận xét nhưng mà tôi lại rất là thích cái giọng hát này với cái giai điệu rất là tươi vui và có một từ duy nhất tôi có thể nói là tôi rất thích. Cảm ơn. Chẳng có gì cần phải phân tích kỹ về trong cái tiết mục này bởi vì bạn đã cho tất cả mọi người một cái thời gian rất là thú vị đúng không? Tất cả mọi người đều rất là sung sướng khi thưởng thức tiết mục của bạn, như thế là đã đủ rồi. Chúng ta có thể cho bằng một kết quả ngay bây giờ. Tôi đồng ý. Tôi rất đồng ý. Ba lần đồng ý. Cảm ơn. Xin chào mọi người. Một tiết mục rất là thành công. Rất là bất ngờ. Còn gì muốn nói nữa không? Mọi người có thời gian vui vẻ đấy. Rồi, cảm ơn. Rồi. Chúc em vui luôn nha. Vâng, bạn rất vui. Mọi người trong khán phòng đều vui. Và cả những thí sinh đang đợi ở phòng chờ nữa, họ cũng có những cách vui riêng của mình. Tôi tên là Nguyễn Quang Khoa. Hiện nay tôi đang phụ trách cái tốp nhạc violon của làng Then, xã Then Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Công việc của chúng tôi thường ngày là những công việc của những người nông dân. Tôi là đúng là người nhà quê. Làm ruộng thôi. Cấy cày, chăn nuôi, làm cái nghề vàng mã, trồng hoa và cây cảnh. Bây giờ có thi đâu chưa? À, cũng chưa đi đâu xa cả. Chưa đi, nhưng mà có chưa đi xa nhưng mà có đi thi đâu? Còn đi trong nước thì đi được vài nơi rồi. À, nhưng mà hôm nay chưa. À, cũng có cái giải quần chúng thôi, chưa được giải chuyên nghiệp. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ có giải chuyên nghiệp ha. Cố gắng lên ha. Quan trọng là chúng ta phải phối hợp nhau cho nó nhịp nhàng. Và cái tiết tấu rất quan trọng. Chúng ta cố gắng lên. Nào, tinh thần vững chưa? Chuẩn bị 1, 2, 3 bước ra sân khấu nha. 1, 2, 3, mời. Tiến lên. Dàn nhạc tên là
làng Ken. Hèn. Làng Then. Vâng, làng Then. Chú có thể giải thích một chút được không ạ? Làng Then chúng tôi có một cái truyền thống, đó là trai làng Then chơi đàn điêu đông. Vì sao mà trai làng Then chỉ chơi đàn vi lông thôi ạ? Vâng, không thích nhạc cụ nào khác sao ạ? Cái đó là một vấn đề mà mọi người đang tìm hiểu. Phần lớn là các bác đều là nông dân đấy, đúng không ạ? Vâng. Thế thì các bác và các anh thân mến, là các bác và các anh là những người nông dân có thẩm mỹ âm nhạc cao nhất thế giới mà cháu nhìn thấy. Rằng là thậm chí các tiết mục của các bác chắc chắn sẽ được rất là nhiều các bạn bè quốc tế sẽ ngưỡng mộ, và người Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ tự hào vì có những người nông dân như này, đúng không ạ? Các bạn nếu có điều kiện, có thời gian, thu xếp thời gian, xin mời các bạn về thăm làng Then chúng tôi. Chúng tôi sẽ đón khách bằng những bản nhạc violon rất quyến rũ. Rồi bây giờ là giờ phút quyết định. Vâng, bây giờ là giờ phút quyết định. Cháu rất ngưỡng mộ phần trình diễn của các bác và cháu đồng ý. Anh Thành Lộc. Cái này là khó đây. Từ các bác, ngay cả giờ phút này đây thì tôi vẫn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ của tôi với cả dàn nhạc, với tất cả các bác. Tuy nhiên với cảm xúc riêng của tôi thì tôi vẫn cần được nghe những sự đột phá trong phần diễn tấu của các bác. Nhưng mà rõ ràng là trong cái phần trình diễn của các bác nó thiếu cái sự đột phá đó. Và tôi nghĩ là nếu mà các bác có thể tiếp tục vào vòng trong thì đối với tôi thì chưa đủ. Cho nên tôi xin lỗi các bác là cho phép tôi được quyết định là không đồng ý. Như vậy sự quyết định sẽ thuộc về anh Huy Tuấn. Hiện nay đang có một sự đồng ý và một sự không đồng ý. Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà phần lớn khán giả ở đây đều muốn nghe các bác trình diễn thêm một lần nữa. Và tôi đồng ý cho các bạn. Thấy chưa, tôi nói chắc chắn là như vậy. Nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ đưa các bác vào trong. Các bác đã có hai sự đồng ý. Và đồng nghĩa với việc là các bác được tiếp tục đi vào vòng trong. Xin chúc mừng các bác. Chúc mừng các bác nha, chúc mừng các bác. Chúc mừng. Làng Then nhớ rồi. Làng Then là đậu rồi, ở trong rồi các bác nha. Hôm nay mình có cả làng đi theo ủng hộ luôn anh. Cả làng Then ủng hộ luôn.